Kính thưa quý thầy và quý đồng nghiệp ạ, cảm ơn, trước hết là xin cảm ơn bác sĩ Linh đã trình bày cái bài về nốt phổi đơn độc rất là hay. Như quý đồng nghiệp đã biết là khi tình cờ hoặc là khi phát hiện ra một cái nốt đơn độc thì các nhà lâm sàng đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là ca này lành tính hay ác tính. Như vậy thì dựa vào lâm sàng, hình ảnh học, PET CT scan, một số trường hợp có thể khẳng định là ác tính. Nhưng nếu chỉ dừng lại mức độ đó thì chưa giúp gì cho bệnh nhân và chưa giúp gì cho các nhà lâm sàng. Câu hỏi tiếp theo là ung thư này thuộc loại tế bào học nào? Thì như vậy để điều trị cái ung thư bắt buộc phải lấy mẫu bệnh phẩm để xác định nó là loại ung thư nào. Thì có nhiều cách lấy mẫu bệnh phẩm, có thể qua nội soi phế quản, có thể bằng phẫu thuật nội soi như là VAX bằng mở lồng ngực, hoặc là có thể sinh thiết xuyên thành ngực. Thì tôi xin phép trình bày về cái phương pháp sinh thiết xuyên thành ngực hôm nay. Thì đây là phương pháp mà khá là hiệu quả, các đánh giá của nước ngoài có thể thành công trên 90%. Về tai biến thì rất là thấp. Tôi xin nói qua một chút về tai biến cũng như là các chỉ định và sơ qua về một vài cái ca lâm sàng. Thì thứ nhất là tai biến hay gặp nhất là ho máu. Thì khoảng gặp ho máu mà bệnh nhân khạc ra máu, khạc được mình thấy là khoảng 5%. Còn nó xuất huyết trong nhu mô phổi là khoảng chừng 20%. Có một tỷ lệ nhỏ thì nó gây tràn máu màng phổi và cần phải cấp cứu. Và đặc biệt là tràn khí màng phổi thì tùy theo các cái đánh giá có thể tràn khí từ 0 đến 60%. Tuy nhiên thì đạt ống dẫn lưu không nhiều ạ. Trong 100 ca tràn khí màng phổi thì có thể đạt ống dẫn lưu chừng 3 ca thôi. Thứ hai là đây là tỷ lệ, đây là một thủ thuật và có thể gây tử vong. Thì ở nước ngoài theo Hiệp hội Lồng ngực Anh thì người ta khuyến cáo có tỷ lệ tử vong là 0,15%, có nghĩa khoảng 3 ca trên 2.000 ca. Thì họ nói là nếu những cái cơ sở nào mà tỷ lệ tử vong cao hơn mức này thì cố gắng làm sao đấy để kéo tỷ lệ tử vong xuống cái mức này là được. Tuy nhiên thì phòng tài rất là may mắn, tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với cái này. Xin nói qua một chút về các chống chỉ định. Thì thứ nhất là về rối loạn đông máu, nếu mà TQ nhỏ hơn 70% thì không nên làm. Thứ hai về số lượng tiểu cầu. Thứ ba là bệnh nhân không hợp tác. Thì khi bệnh nhân không hợp tác, mình rất khó luồn cái kim vào cái tổn thương và tỷ lệ tái biến rất là cao. Một đặc điểm nữa là nếu bệnh nhân có lịch trình bay trong vòng 6 tuần thì không nên. Nhưng trước không là ông thầy tôi nhờ tôi làm sinh tiết, nhưng mà trong vòng 6 ông nói là sắp vài ngày sau sẽ bay nên là phải ngừng lại không dám làm. Rồi hoặc là bệnh nhân còn một phổi, tại sao lại còn một phổi thì lại rất nguy hiểm. Thì cắt mất một phổi rồi thì mình luồn những kim vào mà nó tràn phổi, tràn khí màng phổi nhiều thì nhiều lúc mình xử trí không kịp. Đặc biệt là những cái tổn thương mà dị dạng động mạch mà không xác định được thì tạm thời đừng làm, vì tôi đã chính tôi đã phạm vào một ca, tí nữa bệnh nhân chết. Rồi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là trong trường hợp thiếu máu nặng thì cũng không nên làm. Thực ra các cái chỉ định thiếu máu nặng đây là cái rút kinh nghiệm từ lâm sàng, vì bệnh nhân phải có một cái lượng máu dự trữ để khi mình đâm vào, bệnh nhân chảy máu, bệnh nhân ho máu, bệnh nhân khạc, bệnh nhân chảy máu ở trong nhu mô phổi thì nó còn cái lượng máu trong tuần hoàn đủ để mình có thời gian cứu bệnh nhân. Về xét nghiệm thì trước khi làm sinh thiết phổi chúng ta phải có công thức máu để xem tiểu cầu. Các xét nghiệm về đông máu toàn bộ, nếu bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông thì ta phải ngưng thuốc chống đông ít nhất là 3 ngày. Còn về đo chức năng hấp thì một số bệnh nhân nào mà mình thấy chức năng hấp mà kém thì có thể đo chức năng hấp, còn không phần lớn thì cũng chẳng phải làm chức năng hấp. Thì đây là cái bộ kim sinh thiết, kim nó gồm có hai phần, là một phần cái lòng hướng dẫn và một phần là kim sinh thiết. Về phần an thần thì người ta khuyến cáo là không cho bệnh nhân an thần là tốt nhất, vì mình cần sự hợp tác của bệnh nhân, khi nào bệnh nhân nín thở, khi nào bệnh nhân thở. Và trong trường hợp bệnh nhân quá lo lắng thì mình mới có thể tạm dùng một chút an thần. Về tư thế của bệnh nhân trong lúc làm thì người ta khuyên là bệnh nhân nên nằm ở tư thế nằm ngửa hoặc là tư thế nằm sấp, tư thế nằm nghiêng. Bệnh nhân xoay cái tay này rất là khó để mình định vị.
Đây là một trường hợp mà một bệnh nhân nữ 62 tuổi có một nốt đơn độc nhỏ nằm ở cái vùng sát tim. Nhưng mà nhờ CT scan mình có thể luồn kim vào, và đây là cái đầu kim mà mình đã luồn vào cái tổn thương để mình sinh thiết. Đây là một trường hợp bệnh nhân cũng rất khó làm, đó là một cái tổn thương mà nó nằm ở cái vùng này, nó vừa trắng bị cái xương bả vai trắng và nó nằm ngay cái khoảng xương sườn này, cho nên mình cho bệnh bẻ hết cái khoảng xương sườn ra và tìm được một cái kẽ hở để cho luồn cái kim vào đây. Dĩ nhiên cái kim này thì nó chưa có thẳng với lại cái tổn thương, thì mình chỉ việc người làm thực hiện chỉ việc đưa cái kim ra bên này một chút xíu, cái đầu kim nó sẽ nằm trọn trong khui để làm. Đây cũng là một trong những ca rất là khó vì cái tổn thương nó rất nhỏ và nó nằm sâu trong phổi bệnh nhân. Và đây là những mẫu bệnh phẩm mà chúng tôi có thể lấy được để có thể cho các nhà giải phẫu bệnh đọc kết quả. Và cuối cùng thì xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã lắng nghe